Dạ tự nhiên thay mặt đạo tràng, con kính đảnh lễ ngài và kính chào đại chúng. Bây giờ con xin thay mặt đại chúng kính mời đạo tràng cùng tự nhiên cung thỉnh pháp sư. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Samma Sambuddhassa. Chúng sanh như say trong nước vẫn quang trời mọc đang nhờ trái hoa lành rải tàn bụi pháp màu ăn sáng phi thường khắp phạm nhân vẫn ngắm ngồi khấn nhận lời những chẳng quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vườn lộc gia ngày giờ chân sang thiết độ các hàng đệ tử con thầy thính giữ pháp từ đó là nhóm dù trần như em yên bạc rồi từ đó mở mang giáo pháp bốn mươi lăm giáp toàn một lòng chẳng thôi không một nhưng lợi ích còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đã mưa lành rơi khắp thế bởi nhân cơ tích rõ ràng thỉnh ngài thuyết sanh ngồi khắp chốn đi tôi mê cầu chi vậy em toàn mô bức thầy ạ. Con đã thay mặt cung thỉnh pháp sư xong, không biết là đường truyền của sư phụ có nghe rõ không? Nhật Quỳnh nói con nghe cũng đứt đoạn, mà con thấy quý vị Phật tử cũng post lên nó đứt đoạn. Con cung thỉnh ngài thử gấp thanh ạ. Rồi xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ xin cảm ơn quý vị. Đến phiên chúng tôi, nếu mà nó trục trặc nữa thì chúng ta tiếp tục nghỉ. Vậy là quý vị nghe được rõ phải không? Nghe liên tục không? Bây giờ quý vị cho biết là hôm tuần rồi chúng ta bị gián đoạn ở khúc nào, chúng ta học tới đâu mà tiền giới mới bắt đầu. Và được cảm ơn quý vị.
Arahang Samma Samputho Phagwat Puthang Phagwat Tăng Akhiwa Demi Svakato Phagwata Thammo Thambang Namasami Supatipano Phagwato Savaka Sankho Sankhang Namami. Đệ tử thành kính lễ Đức Thế Tôn Bậc Ưng Cúng Chánh Biên Trì. Thành kính thánh lễ giáo pháp được khéo thuyết bởi Tôn. Thành kính thánh lễ chúng thịnh văn đệ tử Thế Tôn bậc thiện hạnh. Kính thưa quý vị, tuần rồi chúng ta học đến tùy niệm giới Sila Dusti. Chúng ta bị gián đoạn giữa chừng. Hôm nay thì chúng ta sẽ học lại cái pháp môn tùy niệm giới. Kính thưa quý vị, tùy niệm giới có nghĩa là chúng ta suy tư lại cái giới hạnh của mình, quan sát lại cái giới hạnh của mình để chúng ta có cái sự quan hỷ. Thông thường thì chúng ta có thói quen là chỉ thọ giới theo cái nghi thức, nhưng mà chúng ta không có suy tư lại giới mà mình đã giữ. Một người gọi là giữ giới và niệm giới nó khác nhau như thế nào? Một người giữ giới tức là người sau khi đã sinh phát nguyện thọ trì năm giới hay tám giới, hoặc là thọ đại giới thì kheo sa di, phát nguyện thọ giới chưa đủ. Vì nếu như phát nguyện đại giới hay là thọ trì ngũ giới bát quan trì giới xong, rồi sau đó chúng ta không có nghĩ tưởng tới, không có tác ý đến cái giới của mình, thời như vậy chúng ta không có được quan hỷ. Ở đây khi chúng ta giữ giới, nó có hai trường hợp. Là một người ghi nhớ mình đã thọ trì giới như vậy, như trong ngày trai giới, người Phật tử chúng ta thọ bát quan tám giới, hoặc là bình thường chúng ta giữ năm giới. Hễ chúng ta bước ra đường, hoặc là chúng ta đang ngồi ở đâu đó, có cơ hội phạm giới sắc sanh, chúng ta tác ý rằng
mình là người giữ giới, ta không nên sát sanh, hoặc là có cơ hội trộm cướp tài sản của người khác, nhưng mình đáng ý rằng là ta là người giữ giới, phải tránh xa sự trộm cướp, vân vân. Thì khi một người mà có tác ý như vậy gọi là người giữ giới, cái này gọi là Chetana Silam, giới do cái sự cố ý chừa bỏ. Còn cái gọi là tùy niệm giới Silanusti thì nó khác nhau như thế này: để cho có sự quan hỷ, người này trước khi hành thiền thiền chỉ hoặc thiền quán, hoặc là người này chỉ chuyên niệm niệm giới mà thôi, thì sau khi thọ trì giới từ sáng cho đến chiều, người này đi tìm cái nơi thanh vắng rồi mới quan sát lại giới ta đã thọ trì trong ngày hôm nay từ sáng cho đến chiều. Giới đó, giới hạnh của ta có bị bể rụng chăng, có bị đứt chăng, có bị tỳ vết chăng, có bị lớn đớm chăng, có bị chấp thủ chăng. Khi mà người đã thọ trì giới một cách tinh nghiêm, người đó hồi tưởng lại cái giới hạnh của mình, thấy rằng giới hạnh của ta được thanh tịnh, không bị vụng, không bị đứt, không có tỳ vết, không có lớn đớm tự tại. Sau khi suy xét như vậy, thấy như vậy, vị hành giả nghĩ rằng chắc chắn giới hạnh này được bậc trí tâm thán, giới hạnh này là nhân đưa đến thiền định, lợi ích thay cho ta. Cứ suy nghĩ đi lại như vậy, cũng giống như một người họ thường xuyên họ soi gương thấy mặt của họ sạch sẽ, cái da mặt sạch sẽ, không có sẹo vết, không có vết bẩn, thì người này có cái sự quan hỷ, nghĩ rằng với cái gương mặt không có vết bẩn, không có sẹo vết, ta sẽ tự tin khi đi ra ngoài đường, khi gặp mặt người khác, vân vân. Thì cũng vậy, cái người tùy niệm giới là người mà xét lại cái giới hạnh của mình trong ngày hôm nay đã thọ trì như thế nào. Thì như vậy cái đó gọi là tùy niệm giới.
khi hành giả tưởng mình được hoàn hảo như vậy thì ngay lúc đó tâm quan hỷ, không bị tham sân si ám ảnh, tâm chánh trực vì cảm hứng từ nơi giới. Nhờ vậy hành giả nhiếp phục được những triền cái và các chi thiền xuất hiện. Nhưng mà vì tâm hành giả bận suy tưởng đến giới với nhiều cái đức tính đặc biệt nên chỉ đạt đến cận định, không có đạt đến an chỉ định. Cái pháp môn tùy niệm giới nó cũng chỉ đưa đến cận định thôi, nghĩa là có cái sự quan hỷ phi lạc phát sanh. Tuy nhiên dù chỉ đưa đến cận định nhưng mà khi chuyên tâm vào việc niệm tưởng quan hỷ trong giới thì hành giả có lợi lạc là có sự tôn trọng đối với học pháp, tâm hòa hợp với các bạn đồng phòng hành, không có ái náy mà cảm về giới của mình, sống với tầm quý, sợ hãi trong các lỗi nhỏ, vì ấy đạt đến viên mãn về tính, vân vân, về đức tin. Và dù không đạt đến cái gì cao siêu hơn, nhưng ít ra do niệm giới thì cũng hướng đến một thiện thú, một cảnh giới tốt đẹp ở trong tương lai. Đó là cách hành trì đề mục tùy niệm giới với cái kết quả đem lại cho cái đề mục mà chúng tôi đã trình bày theo thanh tịnh đạo một cách giản lược như vậy đó. Thì các Phật tử chúng ta ghi nhớ để trong những ngày mà chúng ta thọ giới hay là những ngày bắt quan trai đó, thì chúng ta chuyên tâm tùy niệm giới để chúng ta có sự quan hỷ, chứ không phải là thọ bắt quan trai tới giờ chúng ta lên thọ giới rồi sau đó những giờ khác ở trong ngày chúng ta bỏ qua không có nhớ đến, thì như vậy nó không thành tựu cái lời lạc. Bây giờ chúng ta lại bước sang cái đề mục tùy niệm khác, đề mục thứ năm gọi là tùy niệm thí cha ca đức tí. Tùy niệm thí tức là sự niệm tưởng nhớ lại các cái đặc tính của hạnh bố thí là không bị ô nhiễm bởi tham bổn sẻn, tâm rộng mở phóng khoáng, có nhiều lợi ích, có nhiều lợi lạc. Chúng ta suy xét như thế. Ở đây chúng ta cũng cần phải suy xét, cần phải hiểu rằng khi mà chúng ta muốn tùy niệm thí thì chúng ta phải nên có cái hạnh bố thí một cách tự nhiên, chuyên bố thí thường cho và san sẻ, và nên có một cái quyết định rằng
từ nay trở đi lúc nào có người hiện diện để nhận, ta sẽ cho, còn nuối tiếc. Chúng ta suy xét như thế, chúng ta có cái quyết định như thế. Khi mà chúng ta đã có lập hạnh bố thí như vậy đó, thì chúng ta mới tùy niệm giới, nó có cái hiệu quả được. Trước khi hành giả đi đến chỗ yên tĩnh độc cư để tu tập niệm tưởng đức tính bố thí của mình, thì hãy bố thí một vật gì tùy phương tiện và khả năng. Cúng dường đến bậc có đức hạnh và có thể khiến hành giả phát tâm quan hỷ san sẻ. Chúng ta phải làm một cái bố thí với cái tâm quan hỷ, rồi chúng ta mới tùy niệm thí được. Sau khi đã làm như vậy, hành giả đi đến một chỗ vắng vẻ, ngồi lại và bắt đầu niệm tưởng đến hạnh bố thí của mình. Niệm tưởng như vậy, đây là cái cách để chúng ta niệm tưởng thật quan hỷ cho ta. Khi cuộc đời bị ô nhiễm bởi lòng ích kỷ và bổn sẻn, thì ta trú với tâm không ô nhiễm bởi sân tham. Ta bố thí rộng rãi với bàn tay mở rộng, thích thú trong sự từ bỏ sở hữu, vui thích được san sẻ với người khác, và mong có người yêu cầu. Mong có người yêu cầu tức là mong có người khác đến xin để mình cho. Hoặc là chúng ta suy xét rằng, chúng ta niệm tưởng rằng thật là lợi ích cho ta được gặp giáo pháp, thực hành lời dạy của Đức Phật, được làm thân người lại an trú với tâm không ô nhiễm vì bổn sẻn, có tâm vui thích bố thí san sẻ. Đó là cách thứ hai để chúng ta niệm tưởng. Hoặc là chúng ta suy tưởng rằng thật là lợi lạc cho ta sẽ có được những lợi lạc của người bố thí, như là thọ mạng an vui, thọ mạng được an vui của người, được an vui của trời, được nhiều người lui tới, được bậc trí giả, được bậc trí yêu mến. Vậy chúng ta có ba cái cách để chúng ta suy tưởng về cái hạnh bố thí của mình. Khi hành giả niệm tưởng đến công hạnh bố thí, thì lúc ấy tâm của hành giả không bị tham sân si ám ảnh, được chánh trực do cảm hứng từ cái hạnh bố thí. Bao giờ cũng vậy, những cái pháp tu tập như thế này, ngài Bố Thất Phụ Xá ngài lặp lại với một cái khuôn mẫu mà chúng ta nghe chúng ta sẽ thuộc lòng dễ. Hành giả không bị tham sân si ám ảnh, điều này ở trong kinh Tạng Đức Phật ngài có nói đến. Nhờ vậy hành giả chinh phục được các thiện cái và các chỉ thị xuất hiện, nhưng chỉ đạt đến cận định Upacara Samadhi mà thôi, không phải là an chỉ định.
Vì do hành giả bận tâm tưởng đến nhiều cái đặc tính tốt đẹp của hành bố thí, mặc dù pháp môn tùy niệm bố thí không giúp đạt đến quả vị gì cao siêu, nhưng khi một người chuyên tâm niệm tưởng hành bố thí thì sẽ khiến cho tăng trưởng cái tánh vô tham. Vô tham có nghĩa là không có dính mắc. Có tâm từ, bởi mình cho nhiều là cái tâm mình mát mẻ với cái người khác, còn khinh bỏ sẻ người khác, chúng ta sợ người khác xin xỏ cái này xin xỏ cái kia, cho nên tâm nó nóng. Còn người có cái tâm quan hỷ bố thí đó, thì lúc nào họ cũng thấy là mát mẻ và muốn cho người khác xin để mình có dịp mình cho. Lại nữa, người này người có cái hạnh bố thí đó, người đó sẽ vô quý. Chữ quý ở đây đó tức là phá giá, tức là không có sự sợ hãi, hay gọi là quê sa ra chá, tức là có cái tâm giản dị. Khi đi đến giữa hội chúng, một người có cái tâm bố thí, người này đi đến cái tâm giản dị và mình không hề lo lắng người khác chỉ trích, bởi vì mình đã làm được cái việc làm tốt. Đó gọi là vô quý. Lại nữa, vì ấy có nhiều hạnh phúc và cũng là điều kiện để dẫn tới một cảnh giới an lạc trong tương lai. Khi mà chúng ta suy xét thấy được cái lợi ích như vậy đó, thì tâm chúng ta sẽ quan hỷ trong cái việc bố thí. Cái pháp môn mà tùy niệm giới, tùy niệm thí, người Phật tử chúng ta phải ghi nhớ, học thuộc lòng để mà chúng ta suy xét thường xuyên. Không phải là chúng ta xét đến cái giới hạnh của mình để mà chúng ta tự tán quỷ tha, khen mình chê người, mà chúng ta đi xét đến giới hạnh thanh tịnh của mình để tâm quan hỷ. Cũng như khi mà chúng ta suy xét đến hạnh bố thí, không phải để chúng ta cao ngạo kiêu mạn ý lại, mà chúng ta suy xét hạnh bố thí để thấy rằng cái tâm của mình nó cởi mở, rộng mở. Như vậy là cách tu tập nó sẽ đưa đến đạt. Tiếp đến thứ sáu được gọi là tùy niệm thiền. Chữ D của ta, vị thiên tức là vị trời, một chúng sanh, một loài hữu tình, do nhờ cái công hạnh thiện pháp mà được tái sanh, được hóa sanh trong cõi khổ trời dục giới. Thì tùy niệm thiên sẽ niệm tưởng từ công hạnh của các vị trời so sánh với công hạnh của mình,
suy xét về tính giới văn trí tuệ của mình và của chư thiên là bằng chứng. Thì ở đây chúng ta phải biết rằng là tùy niệm thiên là chúng ta suy xét đến cái công hạnh nào mà một chúng sanh được sanh về cõi trời là vị chư thiên, rồi chúng ta nghĩ đến cái công hạnh đó có nơi ta hay không. Đó là cách mà chúng ta tùy niệm thiên, chứ không phải là tùy niệm thiên ở đây là tối ngày chúng ta cứ nguyện cầu chư thiên giúp đỡ cho mình, hộ trì cho mình hết. Không phải vậy, chúng ta đừng có lầm tưởng cái chỗ đó. Trong khi bản thân của mình không có giới, không có đức tin, không có giới hạnh, không có nghe pháp, không có bố thí, không có trí tuệ, thì làm sao chúng ta có thể cầu khẩn các là những người do bố thí, do đức sanh lên, do giữ giới mà sanh lên, do nghe pháp mà sanh lên cõi trời, do bố thí sanh lên cõi trời, do có trí tuệ mà sanh lên cõi trời. Các vị đó lại, cho nên ở đây chữ tùy niệm thiên chúng ta phải hiểu một cách đúng đắn, chứ chúng ta không hiểu sai. Một người muốn tu tập niệm thiên cần phải có những cái đức tính đặc biệt về đức tin, về giới hạnh, về thính pháp, trí tuệ. Sau khi tự đọc có những cái đức tin đó, sau đó đi đến cái chỗ yên đọc cư xuống thoải mái, rồi niệm tưởng như sau. Đây là cái cách niệm tưởng về ân đức của chư thiên. Niệm tưởng rằng có chư thiên thuộc tứ đại vương Chatham Maharajika, có chư thiên đạo lợi Tava Tiên Sát, có chư thiên Dạ Ma Dạ Ma, có chư thiên Đô Xuất Tu Sĩ Tát, có chư thiên Quá Lạc Nima Naratik, có chư thiên Tha Quá Tự Tại Parinibbita Vasavati, có chư thiên Phạm Chúng Brahmaka Kajika, và có chư thiên cao hơn gọi là Deva Tadutta. Chư vị thiên ấy thành tựu đức tin như thế nào mà chết sanh cõi này sanh cõi, chết từ cõi này sanh cõi, sanh lên cõi trễ? Đức tin cũng có nơi ta. Bắt đầu mình suy xét cái đó. Hoặc là chúng ta suy xét chư vị thiên ấy thành tựu giới hạnh như thế này mà chết từ cõi người sanh cõi trời, giới hạnh như thế cũng có nơi ta. Niệm tưởng chư vị thiên ấy thành tựu sự nghe pháp như thế nào mà chết từ cõi này sanh cõi trời ấy, cái sự nghe pháp như thế cũng có nơi ta. Chư vị thiên ấy thành tựu
hạnh xả thí như thế nào. Từ cõi này sanh trong cõi trời ấy thì sự xả thí như thế cũng có nơi ta. Chư vị thiên ấy thành tựu trí tuệ như thế nào mà chết từ cõi này sanh trong cõi trời ấy, trí tuệ như thế cũng có nơi ta. Chúng ta cứ suy xét như vậy, từng điều từ cái đức tin, giới hạnh, thính pháp, xả thí và trí tuệ, mỗi mỗi một thiện pháp như thế, mỗi một đức tính tốt đẹp như thế, chúng ta nghĩ đến chư thiên này được thành tựu như vậy và sanh trên cõi trời, cái đức tính này cũng có ở ta. Chúng ta suy xét như thế để tâm chúng ta quan hỷ. Cái cách mà chúng ta tùy niệm thiên đó để làm gì? Ở đây thưa quý vị, trong kinh có nói: này Mahanama, khi một vị thánh đệ tử niệm tưởng thí, niệm tưởng giới, niệm tưởng văn, niệm tưởng thí, niệm tưởng tính, giới, văn, thí, niệm tưởng trí tuệ mà chư thiên có, chính mình cũng có, thì khi ấy tâm của vị này không bị ám ảnh bởi tham sân si và được chánh trực vì cảm hứng từ chư thiên. Ta chiêu Đức Phật đã dạy như vậy. Do hân hoan như vậy, hành giả dẹp được những truyền cái. Tâm trở nên định tĩnh và các thiền chi khởi lên. Nhưng vì tâm hành giả bận niệm tưởng nhiều đức tính đặc biệt này, nên chỉ đạt đến cận hành định, không đắc an chỉ định. Tuy nhiên, một người chuyên tâm tu tập niệm đức lành chư thiên thì người ấy được chư thiên thương tưởng. Người ấy có niềm tin sâu xa hơn, người ấy có nhiều hạnh phúc an lạc. Và dù không đắc quả gì cao siêu, nhưng ít nhất người ấy cũng hướng đến một cảnh giới tốt đẹp trong tương lai. Đó là cách chúng ta tùy niệm thiên. Sáu pháp tùy niệm vừa nói đến là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên, là những pháp niệm tưởng đã được Đức Thế Tôn trình bày để chỉ một vị dự lưu. Chỉ cho một vị dự lưu chủ trú. Như khi cư sĩ Mahanama hỏi ngài một cái chủ trú, cái ý nghĩa của đoạn kinh này đó, nó có như thế này: một vị cư sĩ, một vị thánh cư sĩ như bậc Tu Đà Hoàn, thì ngoài cái hạnh bố thí trì giới ra đó, thì hàng ngày vị đó có cái pháp niệm tưởng, thì dựa vào cái pháp tưởng đó mạng trú. Cho nên ông Hoàng Thích Ca Mahanama, ông Hoàng dòng họ Thích, như đến bạch Đức Phật với một vị thánh cư sĩ phải trú như thế nào, phải an trú như thế nào, thì Đức Phật ngài dạy phải an trú bằng cách là cứ
Hãy rảnh rỗi thì ngồi đó mà niệm tưởng Đức Phật, niệm tưởng giáo pháp, niệm tưởng tăng chúng, niệm tưởng về giới, niệm tưởng về hạnh bố thí, niệm tưởng về cái công hạnh của các vị chư thiên, đúng không? Đức Phật dạy như thế. Thì ở đây người Phật tử chúng ta hãy xem sáu cái pháp tùy niệm này là sáu cái chỗ trú cho tư tưởng khi mà không có chuyện gì phải làm ở trong đời sống hàng ngày đó, thì chúng ta cứ ngồi đó mà chúng ta niệm tưởng sáu pháp đó, nó cũng có lợi ích. Nhưng mà chúng ta muốn tùy niệm Phật là phải có, chúng ta phải có lòng tịnh tính được Đức Phật thì chúng ta mới tùy niệm được. Chúng ta muốn tùy niệm pháp, chúng ta có cái lòng tịnh tính nơi giáo pháp, chúng ta phải có cái lòng tịnh tính nơi tăng chúng thì chúng ta mới tùy niệm tăng được. Chúng ta phải có giới thanh tịnh thì chúng ta mới tùy niệm giới của mình được. Chúng ta phải là người sống xả tài bố thí, thường chia sẻ thì chúng ta mới tùy niệm thí được. Chúng ta thường có sự thương mến, kính trọng thiện pháp của chư thiên thì chúng ta mới có thể tùy niệm chư thiên được. Cũng thế trong bài kinh Vô Thác, dạy một vị thánh đệ tử nên tịnh tính tâm nhờ phương tiện các tùy niệm. Có những chúng sanh đạt được sự thanh tịnh do nhờ lấy các pháp tùy niệm làm cái chủ trú. Qua đó cho thấy những pháp tùy niệm này chỉ thành công ở một vị thánh đệ tử. Thánh đệ tử tức là cái vị mà đắc quả hữu học như bậc Tu Đà Quần chẳng hạn. Thì ở trong Thanh Tịnh Đạo, ngài Bố Thí Phổ Sáng ngài có trình bày rằng, nếu mà dựa vào cái bài kinh Mahanamma hay là bài kinh Vô Thác thì chúng ta thấy cái pháp tùy niệm này, chỉ thấy sáu pháp tùy niệm này chỉ thấy thành công ở các vị thánh đệ tử, vì bậc Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, đức tin tam bảo là bất động, giới thanh tịnh tuyệt đối và có những đức tánh tương tự với những đức tánh chư thiên. Tuy nhiên, một người thường như chúng ta cũng có thể tu tập sáu pháp tùy niệm này nếu người ấy thành tựu được đức tin tam bảo, thành tựu giới hạnh thanh tịnh, thành tựu được tâm thí xã. Vâng vâng. Nhưng chỉ vì hạng phàm phu như chúng ta, cái tâm thiện hạnh không có kiên cố thăng bằng, không kiên cố thăng bằng tức là có khi chúng ta có đức tin Đức Phật, có khi chúng ta lơ là, có khi chúng ta giữ giới tốt, có khi chúng ta để cho dễ vui phạm giới, có khi thì mình hứng, mình bố thí xả tài, nhưng mà có những lúc mình bỗng sẻn cơ kiếp, người ta xin mình không có cho, đúng không? Thì chúng ta mất thăng bằng ở chỗ con của quân bình như bậc thánh hữu học. Vì vậy cho nên khó thành công khi tùy niệm sáu pháp này. Quý vị muốn biết cái sự thành công hay không thành công đó, bây giờ quý vị ngồi lại mà quý vị tùy niệm
về giới. Trong khi hàng ngày mình lơ là, mình không có quan tâm đến việc giữ giới, ngồi tùy niệm giới, với chuyện nó không có dấu hiệu, không có ấn chứng gì tốt đẹp hết. Cũng như khi mà chúng ta bỏng sẻn cho kiếp, thì bây giờ chúng ta ngồi lại, ôi thật lợi ích thay cho ta được sanh là người biết Phật pháp, có cái hạnh xả tài. Nói như vậy là tự dối lòng, tự nhiên chúng ta không có cảm hứng, không có cảm hứng, không hứng thú được. Cho nên ở đây sáu pháp tùy niệm được dẫn chứng ra là đề mục tu tập chung. Nhưng mà chúng ta phải biết ở trong kinh đó là Đức Phật Ngài dạy là chủ yếu là để chỉ dạy cho ông hoàng Mahanama hay là cư sĩ Vô Thác nghe. Mà tu tập an trú mỗi ngày, vì họ là những vị tu đầu quần, cho nên khi mà họ ngồi họ an trú những cái thiện pháp đó thì tâm của họ sẽ quan hỷ. Còn chúng ta thì chúng ta khi nào mà chúng ta xác thấy chúng ta được tốt đẹp thì chúng ta tùy niệm, còn bằng không á, thì chúng ta chọn cái đề mục khác. Chẳng hạn như sắp tới chúng ta học về pháp môn tùy niệm tết, hoặc là chúng ta tùy niệm về tịch tịnh, tức là niệm về niết bàn, hay là chúng ta tưởng dần gớm trong vật thực, hay là chúng ta phân biệt tứ đại, vân vân. Thì chúng ta lấy bốn điều mục sau để mà chúng ta tu tập cũng được, cái đó nó cũng đem đến lợi lạc cho chúng ta. Hôm nay thì chúng ta chỉ học chừng ngày thôi, các vị cũng thông cảm. Chúng tôi lúc rời bận công việc nhiều, ban ngày phải chịu nắng chịu gió, để mà xem xét công trình sửa chữa cái chùa Siêu Lý. Cái chùa mà ngày xưa chúng ta ở đó, bây giờ nó xuống cấp, cho nên chúng tôi phải đứng ra làm suốt cả ngày, vậy nó mệt mỏi lắm. Hồi chiều chúng tôi, hồi trưa này chúng tôi đi dạy một lớp, thì chúng tôi dạy chừng 2 tiết, 2 tiết học rồi chúng tôi cảm thấy nó mệt mỏi, thở dốc rồi nói chuyện không ra hơi nữa. Thành thử khi vào trong room ngày thứ bảy, chúng ta học vừa phải để giữ sức lâu dài nữa. Chứ còn nếu mà buổi học mà chúng tôi gào thét lên thì quý vị cũng không có tiếp thu được bao nhiêu. Mà lúc đó chúng tôi mệt rồi bị gián đoạn cho cái việc học ở trong tương lai. Cho nên hôm nay chúng ta chỉ học có 3 pháp môn, tức là tùy niệm giới, tùy niệm thi, tùy niệm thiên. Như vậy trong 10 đề mục mà đắc cận định đó, thì chúng ta đã học được 6 pháp rồi. Tuần sau chúng ta sẽ học 4 cái đề mục cận định khác, tức là tùy niệm về sự chết, niệm về cái đức tánh tịch tịnh của Niết Bàn, và tưởng về dần gớm, tưởng dần gớm trong thực. Chúng ta cái đề mục xác định 4 nguyên tố
ở trong room các vị MC chú ý để chúng ta ghi nhận bốn đề mục từ tuần sau chúng ta học. Nãy giờ chúng ta quên, không biết là quý vị có nghe được rõ không. Công thiết cho đến đây mà đến chừng mở mắt nhìn lên, mà nếu mà quý vị nói là từ nãy giờ không nghe được cái gì hết, lúc đó chắc chúng tôi chúng tôi thất vọng, mệt quá. Dạ, vậy tốt rồi, xa thú. Bây giờ thì chúng tôi xin dừng lại ở đây, chia phước này đến tất cả quý tu nữ, quý Phật tử, mong cho tất cả được sẽ vui tiến hóa. Bây giờ xin mời, xin thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh Quan Hỷ chúc phước phương báo cho rừng. Nam Mô Bổn Thầy. Vatu sapa mangalang rakhan tu sapa devata sapa buddha nupha vena sada sati vuan tu te. Vatu sapa mangalang rakhan tu sapa devata sapa dhamma nupha vena sada sati vuan tu te. Vatu sapa mangalang rakhan tu sapa devata sapa sangha nupha vena sada sati vuan tu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người, cầu xin do quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành lai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới và học Pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính mời quý Phật tử cùng thẩm dân hồi hướng. Dạ nê quá ta, sân tí quý hà ra hoa xí ni thu bê gà rê bù thi gà rê tà hình tà hình tà thăm ma đà đê na pa văn tu bù chi ta so thiên ca rôn tê tha vi hà ra măng đà lê thê ra cha mát cha na qua ca cha bít ca vô sa ra mi ca đà na pa ti u pa sa ca gà ma cha đê sa ni gà ma cha ít sa ra sappana puta sukita pawan tu te ana buca ye pi cha anda sampawa samseda cha ka athavo papatika niyani kang dhamma wa rang pa titya te sappe pi dukkha sakha rontu sangkha yang tha tu ki rang sa tang dhammo dhamma thara cha buddhala sang khô hô tu sa mắc vô quá a tha ya cha hi ta ya cha âm hề ra khăn tu sắc thẩm mô sắp bê bi tham ma cha ri nô vô thêm sâm pa phu nê ya ma tham ma ri ya pa huê đi tê. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe Pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 10:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào room học Pháp. Kính chào tạm biệt, cảm nhân xin xuống mic.